Server nó tự động next sang cái map tiếp theo, là chúng ta đã biết được kết quả. Đó chính là cái tỷ số là 19 19 15 nghiêng về bên phía team Vanero, hay còn gọi tên khác là team Chip Heo và những người bạn. Họ đã giành được cái chiến thắng phải gọi là cực kỳ nghẹt thở trước Magic, và chính xác hơn là một màn comeback thành công đến từ họ. Và chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi một tí trước khi sang với cả cái map thi đấu tiếp theo, và trong cái thời gian này tôi sẽ đổi qua cái trận của bên phía team Thresh. Chào mừng 5.000 anh em đã quay lại với cả trận đấu giữa team Thresh và The Last Time. Ở cái map thi đấu thứ nhất thì Thresh họ đã giành được chiến thắng. Ui! Đã giành chiến thắng cực kỳ nghe thở trước bên phía team The Last Time với cái tỷ số là 19-14, cũng sau một cái kèo overtime căng thẳng. Và bây giờ thì tỷ số của chúng ta đã là 9 đều rồi. Leopard với những pha bắn xuyên smoke và gọi là cực kỳ ảo diệu, thì anh ấy đã pick được cái mạng của thanh niên đã đặt bom nhanh như vậy rồi. Vâng, và ở ngoài đang gáy nhau và gọi là cực kỳ to. Không biết rằng có gà kèo chém nhau hay là xiên hay là cái gì ấy chưa, nhưng mà đang ở ngoài gáy to lắm. Round này thì Fog Bay nhẹ, Fog Bay cho bên phía team Thresh. Họ có được 3 đồng đinh, 2 5-7. Họ định đi theo hướng B, và Bomman đã cầm cho mình quả lửa, một quả lửa quăng ra. Có hẳn cả M4 Poseidon cơ. Và lại một lần nữa tôi nghe thấy tiếng của Leopard gào rất to. Hay! Như vậy là thôi, tôi không cần nói, các bạn về tự hiểu. Và đang chuẩn bị rớt ra B đây, chỉ cần thôi. Và bây giờ tôi cùng Tactic Ray đi xem như nào Bomman có làm gì được không. Và bây giờ Bomman lấy được một mạng, và đó là tất cả những gì anh có thể làm được. Và cái mạng kia được dành cho Leopard. Leopard rất nhanh chóng lùi ra ngoài rồi, nhưng mà vẫn còn có được Mandy ở dưới. Mandy đã lấy được mạng của Fox, và bây giờ có cả lửa vào, cầm cho mình cái DE, bắn lôi rồi, và đang kê trước. Như vậy Nomad lại có thêm một mạng nữa, còn lại một mình Nomad rồi. Một vs 3 Nomad đang bị bắn, Nomad còn lại 55 máu, và lúc này thì đang móc đằng sau đó chính là Leopard, và Leopard tiến được Nomad lên bảng. 10 round thắng cho các thành viên bên phía team The Last Time. Đây là cái map mà họ pick, nên là chúng ta phải hiểu là họ tự tin pick map này thì họ sẽ chơi với khoảng độ tầm 200% công lực rồi, chưa kể lại còn là map tủ nữa. Làm sao mà có thể bỏ được. Mandy đang định đẩy trên lầu, và như vậy tầm này hãy cùng xem Mandy hay là Colombo mới là người giành chiến thắng. Tôi vẫn luôn mong Mandy giành chiến thắng cơ bản, với các bạn biết rồi đấy. Mandy đang đẩy vào, và đúng như vậy, Mandy đã có được mạng của Colombo. Một quả flash được ném ra, lùi về luôn. Mandy đã lùi về rồi, lại là smoke nữa. Nết bắt đầu được quăng ra đây, và có cả lửa vào trong nồi. Nhưng mà các thành viên ở bên phía team Red thì rất khác cơ. Họ đang bỏ được hướng shotgun, và bây giờ thì họ đẩy vào. Ai sẽ là người kề shot đây? Đó chính là Leopard, con báo chúng ta. Và Leopard đang bắn, Leopard có được một mạng rồi. Và đó chỉ cần đổi như vậy thôi, vẫn còn đằng sau là Bernie. Nhưng mà Bernie chỉ có một mạng, và có với sự trợ giúp, với sự trợ giúp của Huy AK, thì Huy đã deny được hẳn cả Fox thành công luôn. Cơ bản anh chả nhìn thấy gì cả, anh cứ bắn thôi. Và Fox đứng đằng trước cũng rất là to, nên là thôi easy ăn đòn. Về cái thân hình ở bên phía team Thresh, chúng ta biết được là về bụng to nhất là Huy béo, thứ hai là Nomad, theo sau thì chắc là Fox, rồi đến Colombo, còi thì là da bọc xương, mình dây cây cành. Một bài full smoke bomb A, full smoke bomb A cho bên phía team Thresh rồi. Có hai người canh A lúc này, đó chính là Nos và Bernie. Cả hai người đều kê ram luôn. Nhưng mà bây giờ thì có vẻ như Nos đã đổi ra hướng khác. Một quả smoke nữa được ném ra đến từ Nos. Và bây giờ thì Nos và Bernie đều đang lùi về. Có vẻ như họ đang bắt đầu ngửi thấy có mùi nguy hiểm rồi thì phải. Họ chủ động
Với cái kinh nghiệm của mình thì họ chủ động họ lùi ra xa, họ bắn lùi ra xa. Mandy đang back up về và có incendiary được ném ra rồi. Thôi tầm này là cứ để cho địch đặt bom rồi cứu bom sau. Để cho địch đặt bom rồi cứu bom sau thôi. Như vậy vẫn là tốt nhất. Leo Pat đang móc ở đằng sau rồi. Vẫn chưa có gì có thể xảy ra thêm được cả. Và chúng ta hãy cùng xem Leo Pat. Và bây giờ Leo Pat có được mạng của Hyaka và đang tiếp tục đẩy lên. Vẫn chưa hề có mạng nữa. Lúc này thì Leo Pat đang reload. Hãy xem tiếp là bom màn anh làm gì đây. Và Leo Pat đang bắn có được mạng tiếp theo rồi. Lu đang ngồi trong góc kín và Leo Pat có 6 rồi và bị dí vào. Lúc này thì Fox đã chết rồi. Colombo đang walk về, anh không hề tạo tiếng động, cố gắng giữ cho mình được cái khẩu DE cũng như là cái giáp 1 và Colombo sẽ giữ được. Round thắng thứ 12 cho bên phía team The Last Time đã đến. Bốn cây AK, một cây ngắm. Xem về số frag thì... Uầy, Fox đang người gánh này. Có vẻ như hơi khó. 8 round thắng là những gì? À, 9, chính xác hơn là 9 round thắng. 9 round thắng là những gì mà ở bên phía team Threat có khi mà họ ở bên City. Hồi lại định đẩy từ Mandy. Và như vậy Mandy đã phát hiện là Colombo rồi. Nết quăng ra và Colombo lại lắc ra nhưng mà lần này thì đã trượt rồi. Đang đẩy vào rất nhanh, Mandy đang bị bắn. Ném lửa lên trên té chít rồi. Và Mandy bị dí vào, Mandy vẫn đang ngồi lùi xuống. Bật ốp lên thôi. Kìa có lửa ném vào và lúc này Mandy đang đứng trên lửa. Mandy có lại 24 rồi. Mandy lấy được một mạng của Fox và bây giờ thì Mandy cũng đã chết rồi. Đang tràn, cố gắng tràn vào bom A rất nhanh. Smoke đã tan hết các thành viên ở bên phía team Red. Họ chưa thể nào mà có thể đi xa được hơn nữa. Smoke được ném lên và nhảy sang bên hướng Smoke, đó chính là Nomad. Nomad đầy nằm dưới và Nomad lấy được mạng Leopard. Trong jungle vẫn có người và lúc này thì Nomad cũng đã chết rồi. Huy vừa nằm xuống là màn solo giữa Colombo cùng với cả anh Phúc. Nost, ai sẽ là người có mạng tốt hơn? Và như vậy Nost đã có được cho mình cái mạng thứ 11 bằng việc hạ gục Colombo. Cứ chê Nost bottom frag đi nhưng mà Nost vẫn lấy được mạng của Colombo. Chúng ta cùng xem tiếp. Đang tự quăng lửa ra và có ý định là ép ram. Có ý định là ép ram cho bên phía team The Last Time. Flash được cầm sẵn trên tay của Dark Lord. Và bây giờ thì Dark Lord đã nhảy lên trên cái bục mid rồi. Mandy không dám đi ra mid nữa cơ bản. Vì cái tâm này anh đã mất vị trí từ trước. Bây giờ mà ra là sẽ bị kê trước. Nên Mandy cũng thừa hiểu. Anh thừa hiểu cái độ thông minh anh. Anh tự hiểu là mày cái tầm này đi ra nó sẽ phải gặp nguy hiểm như nào. Này Mandy, Dark Lord đang chuẩn bị đi vào. Dark Lord đi vào rồi và Mandy bắn trượt. Đừng trượt nữa Mandy ơi, có nết được quăng ra. Hãy cùng xem tiếp, đánh lên A rồi. Dí vào, Dark Lord là người đầu tiên đi. Và Mandy bắn lôi viên thứ hai, bắn lôi viên thứ ba rồi và bị dí vào. Bây giờ Mandy chết không làm được gì cả. Leo Pat có được cho mình double kill. Rồi xong, Colombo đã bị headshot. Đổi qua thì cái mạng kia được dành cho Nomad rồi. Đây. Rồi. Nomad đang cầm bom về B. Mỗi side sẽ là một người. 2v2 rồi. Nhưng mà cái lợi thế sẽ được dành cho bên phía TS khi mà bây giờ cả hai người bên TS họ đang đều hướng về bom B, còn bên phía City họ phải chia đều người ra. Mỗi side một người. Bomman, anh ấy đang đứng ở ngoài khu vực shot B, kê thẳng vào trong hướng ở chỗ khu vực bên này. Và như vậy Bomman đã hết shot được Huy. Lại là một pha di chuyển ngáo ngơ từ Huy. Huy còn đang phải bận trách. Nomad đang đặt bom và như vậy đặt bom thành công. Nhưng Bomman móc được sau, đặt bom xong cái thì cũng chết. Và đúng như vậy, Bomman chấp thời cơ cực kỳ nhanh và đem lại cái round thắng thứ 14 cho bên phía team The Last Time. Vẫn là full up cho bên phía team Red nhưng mà tôi để ý từ nãy đến giờ. Từ nãy đến giờ sau khi swap sai xong cái, họ có 9 round thắng ở bên City. Và sau khi swap sai xong cái họ chưa thắng được một round nào cả.
Một cái map mà sự kinh nghiệm đến từ bên phía team The Last Time đã thể hiện rất tốt. Họ kề cực kỳ chắc bài. Rồi sau đó là những cái tình huống mà rotate đổi vị trí cứu bom cũng vậy. Retake cũng hoàn toàn thế luôn. Gỡ TV anh. Họ đang thể hiện kinh nghiệm mình rất rất tốt. Fox đang đợi căn smoke để chuẩn bị ném. Các bạn cùng xem đây là quả smoke gì. Hình như đó là cái quả smoke chỗ Jungle thì phải. Lửa bắt đầu được ném ra rất nhiều rồi. Nos đang chui vào trong góc kín. Và bây giờ anh đang chui trong bom điếm rồi. Huy còn 6 giọt vẫn tanh vào và lấy được mạng của Mandy rồi. Lại là mạng nữa dành cho Nos. Có đẩy vào tiếp hay không? Bernie, anh sẽ làm gì đây? Huy đang đứng trong smoke và lúc này thì smoke chuẩn bị tát. Ui, Bernie phải gọi là cực kỳ tinh mắt. Đứng trong smoke như vậy mà Bernie vẫn có được mạng rồi. Một pha bắn lén không tốt đến từ Bernie. Và bây giờ thì Bowman cũng đã chết rồi. Leopard là người mong đằng sau. Có lửa được ném lên trên tay chít. Và bây giờ Leopard chưa thể nào mà có thể đi vào được. Bom vẫn đang được đặt. Và bom này xem có nhìn thấy hay không. Giang đang lót đứng ở ngoài. Đây là một quả bom trong rồi. Mà bom trong lại đứng bên connector này thì có vẻ như không ổn lắm. Leopard đi vào và Leopard bị Nomad hạ gục. Cuối cùng Sau một chuỗi 8 round thắng. 8 round thắng cho bên phía The Last Time. Cuối cùng thì Thread họ cũng có được cái round thắng đầu tiên của mình ở bên TS. Fox vẫn cố gắng cầm ngắm ra mid. Và như vậy anh vẫn cầm ngắm ra mid như này là đúng cơ bản. Vì bây giờ Mandy không cầm ngắm nữa. Đã bỏ mid luôn. Bỏ không còn ai nhìn mít cả. Một quả smoke rất rất đẹp cho bên phía team The Last Time. Smoke đẹp luôn. Che kín sạch. Và Mandy thì đang có những pha đi ra dọa dồ để check. Bây giờ hãy cùng xem liệu rằng Nos. Như vậy là Nos đã lấy được mạng Colombo rồi. Cứ một pha mà đang đi kề. Colombo không hề nghĩ được là Nos có thể đẩy được lên đến tận trên đấy. Đó là cái điều mà nằm ngoài dự tính của Colombo. Vòng lại đằng sau rồi. Đã mất một người. Mandy đã có những pha nhảy check. Và có vẻ như thấy smoke được quăng ra cái thì Mandy bắt đầu ném lửa ra rồi. Chưa hề đi lên. Bây giờ thì Mandy lùi sát vào trong jungle chứ cũng không còn đứng ở chỗ khu vực stair. Darklord là người đóng vai trò better ở khu vực mid. Cùng xem anh ấy có thể làm gì tiếp đây. Vâng, và có vẻ như là đã xong rồi. Tôi lại nghe thấy tiếng gáy. Và mạng vừa rồi được dành cho Darklord. Đi vào dần tôi. Và như vậy nó với những cái pha ẩn nấp của mình vừa gọi là cực kỳ khó chịu. Anh ấy cứ đứng ở những cái chỗ mà ở bên phía team Thread chưa hề ngờ tới. Rồi để đến lúc đặt bom, nó ở đâu đó xuất đi ra, xuất hiện như một vị thần. Và có một pha đục vào đầu rồi. Hơi đáng tiếc là đó chỉ là một pha đục rồi. Ui, quả nết được quăng vào rất phũ phàng vô tình đến từ Tí. Và Tí đã tiễn hẳn Bernie lên bảng. Bowman đang đi ra và cả Leopard nữa. Leopard là người kê trước rồi. Rồi xong, Nomad nằm xuống bởi Leopard. Và round thắng thứ 15 cho bên phía team The Last Time. Chúng ta sẽ phải đến với cả map thi đấu thứ 3 rồi. The Last Time đang thể hiện rất tốt trong cái map thi đấu thứ 2 này. Họ chơi không cho Thread một cơ hội nào để có thể comeback cả. Rất rất khó để mà có thể comeback được. Leopard. Game trước anh ấy có vẻ cóng nhưng mà không. Bây giờ Leopard đã trở lại với một con người khác. Top frag. Những người còn lại số frag của họ có chưa đến 20 mà bây giờ một mình Leopard đã có cho mình hẳn 28 frag luôn. Rất kinh khủng. Và như vậy là có một quả incendiary được ném ra để chặn không cho Darklord có thể tanh ra đầu tiên. Tầm này là không còn gì để mất rồi. Thread, họ muốn chơi như nào thì chơi thôi. Smoke được ném ra nhưng đây là một quả smoke lỗi. Ở cái chỗ Darklord thì vẫn hoàn toàn có thể đi ra được. Và đẩy dài chưa? Chúng ta hãy cùng qua máy của Bowman. Bowman lấy được mạng Nomad rồi. Darklord đi ra và như vậy là và Darklord cũng đã chết. Map thi đấu thứ 3 sắp sửa đến. Bowman còn 20 máu. Nhưng mà ở bên kia còn lại 2 người thôi. Đó chính là Huy AK cùng với cả Colombo. Flash sắp sửa được ném ra và như vậy Flash được ném ra rồi. Huy có lấy AK không? Và như vậy Huy đã có cho mình cái best weapon, đó chính là AK. Và bây giờ thì Colombo đã có AK và Colombo đã chết ở ngoài khu vực shot. Khôn GG tới nơi rồi. Huy béo 1 cân 3. Hãy cùng xem Huy AK có thể làm được gì đây.
Vâng, và như vậy tôi nghe thì có ai nói là Huy bây giờ yếu rồi. Mà tầm này thì cũng đúng, Huy bây giờ là yếu thật. Hết cơ hội dành cho Huy Béo cũng như là những người đồng đội của mình. Và sẽ phải bắt buộc kéo sang thi đấu thứ ba cho họ, không thể kết thúc một cái chiến thắng là 2-0 được. Mendy cầm sẵn cây ngắm kê hướng ở cửa sổ nhưng mà không hề kê ra hướng ở cửa đi. Lại một pha ngắm lỗi từ Mendy này. Rồi nhảy xuống và Mendy nghe được rồi. Mendy đang kê và như vậy là Huy đã vả được vào Mendy rồi. Bập tay được Mendy thành công. Một pha bắn lỗi từ Mendy. Và Huy có xử lý được không? Leo Pat đang còn trên 21 máu. Và Huy có được bàn thứ hai. Và bây giờ đang bắn không hề có. Không hề có. Đúng một pha qua là kill rất đáng tiếc thành cho Huy. Và như vậy bắt buộc phải con GG rồi. Mặc dù Huy đã làm 3 nhưng mà rất tiếc vẫn là chưa đủ. Vẫn là chưa đủ. Và tôi xin phép được nghỉ một tí.